Kính thưa quý vị, hôm nay công ty Merchant Account Center USA rất là vinh hạnh và hạnh phúc được mở một văn phòng mới tại thành phố Minneapolis để phục vụ cho tất cả các cơ sở thương mại của công việc chúng ta tại tiểu bang Minnesota và những tiểu bang lân cận. Thì hôm nay sáng xin thay mặt cho công ty cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn bè và các partner đã có mặt hôm nay để chúng ta bắt đầu một cái chương trình mới đồng hành với sự thành công của tất cả các anh chị chủ tiệm nail, các nhà hàng và các cơ sở thương mại khác của vùng Midwest này. Và đây sáng cũng xin cảm ơn Long và Hường cũng như Dũng đã tin tưởng với công ty và sẽ cùng với công ty để mở những văn phòng khác phục vụ cho công việc chúng ta. Chúng tôi nhận thấy rằng gần đây cái nhu cầu của những cái business cần phải có những văn phòng đại diện tại địa phương gần mình nhất để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, thì đó là cái chiến lược và cái mong ước mà công ty sẽ làm việc trong những năm tới. Chúng tôi sẽ có những văn phòng, những thành phố lớn để phục vụ cho người Việt chúng ta tốt hơn. Một lần nữa sáng xin thay mặt công ty Merchant Account Center dưới đây xin cảm ơn tất cả quý vị. Wow.